không mình ăn không mình ăn trong có ở đâu có hai không ai không biết đi xem lên ai lấy là gì vậy người ta gái xe đâu rồi đấy 231101 đấy. Em một ở đâu? Ở đang đâu? Máy xe nó ở đâu? Máy xe nó mất xe rồi. Gì đấy? Xe nó đến đâu ạ? Cái gì? Hoa cam bảo bà, hoa cam nào? Chết mẹ rồi. Mày phi ra luôn đấy rồi bác. Sao đấy? Mất xe rồi, cái nào lấy nhỉ? Quá rồi, sao đây? Xe đây, máy em vừa đấy, ai dắt ra ngoài đấy? Quá rồi. Nên để trong này rồi ạ. Xe máy mất rồi. Vậy lộn đuối thật đấy. Thế nay ăn rồi đấy. Không biết. Chưa có xe gì đâu. Chưa có xe không thấy đâu rồi. Mẹ lúc đó còn kêu mất thật. Rồi, lúc đây thấy. Thằng Xuân Anh bảo có thấy hai thằng đi chợ ra ngoài chân mẹ. Đi ăn lộn nhé, bỏ bà thích ra đi. Ai lấy? Anh chỉ nói cho cua mày cho anh được không? Không. Anh đi đâu? Mẹ xem để cho mày ai dắt ra ngoài ấy. Thế mà lấy mẹ đi rồi nói chuyện đấy không? Hãy thiết lập trạng thái bình thường mới. Vừa để máy xét nghiệm đi về nhà của anh. Vâng. Hỏi sao anh đuổi theo ra, đuổi lên sau nào? Phòng nào mới nào đi không? Để sáng nay ai là đắp ra thì chịu. Đấy. Đắp ra đâu? Theo. Không thấy không? Mất mẹ xe rồi. Thì cái hai ai chịu? Xe để mẹ ai đắp ra ngoài? Đắp ra đâu? Cô ơi, mất mối xe Huy. Huy là rất là đâu? Thảo ơi. Thảo rồi. Thảo. Thảo. Thảo đi ở đây. Thảo đang chiêu ngủ. Thảo đến đấy về thấy xe em không? Đến là xe thằng Huy xong đến xe em thấy xe ở ngoài kìa. Bà thích ca như nào? Thế bây giờ ra xe đâu? Nãy ai để trong này ai dắt ra đây, ai dắt ra xe tao đến là xe mày ở trong, xe tao để ngoài này. Nhưng mà làm xe đâu mà cứ bảo dắt ra cái xe mày để đây, xe mày để đây này. Hả? Sao anh mới gọi là có hai thằng nào đi ra đường chợ mày ấy? Chết. Thế lên check cam đi. Anh Tuấn lên rồi cái. Cháu chưa có check trong trường mà. Thế cái mật khẩu không biết thầy để đâu, thầy để trong một cuốn sổ ấy. Thầy đi hôm nay đại hội đảng rồi không về được đâu. Thế cháu lên xem thử trước cho xem. Đây lên xem thử. Thế em gọi, em gọi đấy. Trời ơi, mày bảo mày với ông Trung mày ra đường chợ mẹ tìm xe anh đã. Chìa khóa đây nhỉ? Đây, 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 đây. Ở đây. Đây nào? Đây bọn anh giấu lắm nhỉ. Thì mẹ ai giấu ấy? Dương nhỉ, bất chợt rồi. Đâu? Đâu? Ở bên này. Ông làm giáp bên tận trên này á? Ở bên này. Ở đâu? Mà em để bên kia này. Mẹ với mày làm giúp. Mẹ nhìn nhìn mặt chán quá lột ra. Này. Bố mình nhìn lâu lắm rồi đấy chứ. Đây, bên này, bên này. Đang ra bên này. Đấy, thằng Sơn Anh được đấy. Địt mặt.
Đâu? Bên này. Vẽ thanh niên thì vẽ tìm xe. Bên nhà bà bên này. Đây. Thằng chó tên anh lừa kinh ấy nhỉ? Dạ, hả? Thanh niên mẹ tưởng mất xe. Mẹ tìm lung tung vèo. Tao bảo thầy quay cam mà. Cái này thì tội chơi game này. Đắm đuổi chơi game. Thanh niên đi mẹ tìm lấy tìm để đi mẹ nhìn cái mặt nó nhiều lắm đi phá cổ vào phá cổ vào tí nữa không không tí không lại mất đấy đừng vội ngủ nhá không quay vlog đấy anh em ạ. Đấy, mình sẽ làm xong cái trò trộn này rồi. Anh em thấy hay like, subscribe cho mình nhá. Có ý tưởng gì comment phía dưới cho mình nhá anh em nhá. Tội nó chơi game nhiều, anh em phải làm một quả để cho nó sợ là mất xe thế nào. Nào cắm mặt điện thoại anh em. Chào anh em nhá.